Hey hey hey, anh em hết Robux ư? Hãy vào robuxvui.com để nạp nhé. Đây là shop bán Robux uy tín, giá rẻ và có đội ngũ hỗ trợ anh em hết mình. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Hi, chào tất cả mọi người, mình là Nam Cool. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình, Vami và Nam Cool sẽ chờ Roblox Forgotten Memory nha mọi người. Thì đây là vẫn là game thuộc thể loại là Final Fantasy đi, nhưng mà góc nhìn của mình thì nó sẽ mình sẽ đi được dạo xung quanh cái khu cái tiệm bánh pizza thôi. Đấy. Tôi vẫn là con girl xinh đẹp nè mọi người. Đấy. Còn đây là thằng Cool nè. Girl xinh đẹp. Khoan, thằng Cool, thằng Cool vẫn là da đen đúng không? Mà cái nào vẫn là da đen. Vẫn là da đen. Chứ còn thằng nào đang lái xe đây? Bobby đang lái xe đúng không vậy? Em là người lái xe á. À vậy à, cậu tính ra là tính ra là anh với em cũng hợp nhau với Cool ấy, mình tới nhau đi. Thôi bà. Thôi nha, tao mới ăn cơm xong nha, đừng có để tao mất khói nha. Thôi skip. Nó nói chuyện nó kêu là tới ngay chỗ cái chỗ mà làm việc tối nay á. Skip đi bà con. Anh chưa biết chơi. Bây giờ ổng hỏi tôi chơi sao tôi còn chưa biết cách chơi nữa mà khổ thiệt chứ. Đó tới nơi nè. Thôi. Nói nó là tới gặp con Freddy, chào nó một cái. Ui. Đó này nè, Freddy nè, đó Freddy nè. Freddy ơi anh em. Nhìn có ui, đó, rồi, nó tỉnh dậy rồi. Tới công chuyện. Thật là đáng sợ. Hết hồn. Bất ngờ. Game này mục tiêu của mình chắc cũng giống như bản cũ thôi, là sống sót từ cho sống sót cho tới sáng. Giờ đêm. Tại vì mình đang làm là ca đêm mà. Đấy. Nai quanh nha mọi người. Tự nhiên cái tôi là một, tôi không hiểu tại sao nó dịch cái được cái. Hiểu rồi, BM với AM á. Thì đúng rồi, BM với AM đó thì ai mong biết, nhưng mà nó tào lao quá. Bấm E là để tương tác nè, còn chạy là nút shift nè, rồi còn đèn là nút F. Hồi xíu con nghe điện thoại cái. Xin chào. Chào mừng đến với đêm đầu tiên. Tôi muốn chúc mừng mà bạn thay mặt cho Tom Tarkos đã kiếm được vị trí của bạn ở đây với tư cách là nhân viên an ninh. À, chúng tôi biết đó là một vấn đề lớn, vì vậy đừng lo lắng, chúng tôi đều là chúng tôi là bên sự bên là bên sự việc này. Chứ có trong văn phòng của bạn hai điều cần lưu ý. Đó là máy tính của bạn. Hoặc còn được gọi là camera an ninh. Khai thác vào máy tính sẽ cho phép bạn chỉ cần vào camera an ninh của bạn. Được đặt chiến lược trong bài bộ thì tào lao quá. Thì nó hướng dẫn á mà. Nhưng mà như là ý nó nói là có rất nhiều điểm mù nha. Hai điểm mù quan trọng nằm ngay bên ngoài cửa, có nghĩa là mình phải kiểm tra cửa nữa. Đấy. Điểm mù camera. Vậy thôi hả? Ừ. Ui, nó tới 15 cái camera lận. Ơi, có con mắt sáng trong đây nè mày ơi. Ở ngoài này nè, chập chờn mắt sáng trưng nè. Ở trong này cũng có nè. Ui, cái gì nè anh? Đâu? Ui mẹ ơi, hết hồn. Cái này nói chung là mình cố gắng sống sót cho tới sáng nha. À, cái này okay. Mình chưa được nè. Từ từ, bạn mới thấy có con nào di chuyển ở camera ở K1. K1 đúng không? Có con chịu không? Đâu, cái một đâu? Wow, à, đứa nào á, đứa nào? Phải. Ở trên sân khấu, đấy, không có nha. Bước chân mày ơi. Tao cũng biết cái bước chân cái gì vậy? Freddy nè. Freddy hoang dã đó, ở gần đây. Ui, cái gì thế ghê vậy? Đừng làm tao sợ chứ. Tao đi theo dõi vòng coi có ăn trộm vô đây không? Ui, cái gì á? Ở ngoài này nó có gì? Đây nè, ngoài này nó có nè, ventilation request gì nè. Có nên mở không? Tiếng bước chân tìm quá mẹ ơi. Ủa, tụi bay đi đâu hết rồi? Tụi tao đi khám phá rồi. Cái con này thần hồn rác thần tính mà lẫn đi không? Ủa, cái gì vậy mẹ? Cái gì? Không phải đi dưới đâu rồi, rồi. Ở đâu? Má con Freddy niền ra cái dí nó ướt tao rồi. Rồi nó A là nó chưa chết đâu. Hết hồn con quỷ yêu. Ồ có 3 trái tim, có 3 trái tim. Mất 1 trái, còn 2 trái. Ủa là mày chết rồi hả? Ở đây. Ừ, nó dí rồi, lũ đạn dí sát bên. Hello bạn. Trời. Em đang bị lạc ở hướng mô rồi. Ủa em đi hướng nào vậy? Em đi tới cái phòng phát điện hay là cái chỗ reset kia vậy? Ôi, đèn pin hết pin rồi. Em muốn gặp con Freddy, em muốn gặp Freddy vô trong ba quầy dự tiệc gặp nó nè. Ở đâu, con đi với. Đâu. Đó nè, có quầy dự tiệc. Ủa, quay, con coi được mấy giờ rồi? 2 giờ sáng rồi nha, 2 giờ rưỡi sáng rồi nha. Cố lên, 2 giờ rưỡi sáng rồi. Không bắt máy.
Ồ. Nè, đi qua đây, đi qua đây nè. Đợi xíu, đợi xíu, đóng cửa lại, đóng cửa lại cái. Rồi đi 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 đi. Đâu tủ đèn nè, hết pin rồi. Tủ nè. Điều này đúng không? Rồi. Đúng rồi, đi qua đây nè. Chiếu đèn pin đi, tao hết pin rồi. Không, tao không có chiếu cái gì ở đây. Tao đang để dành pin mà đi cái gì. Điện ở đây á bị đứt hết rồi. Nghe tiếng bước chân không? Nghe tiếng bước chân không? Đó, bước chân làm quân thân biển á. Bước chân ngồi cờ lên núi đó. Ôi, các cánh cửa này. Ê, mẹ ơi. Cẩn thận. Wow, Fred đi tiếng 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 rầm. Wow, Fred đi xe gần. Ôi, tao bị đớp rồi con điên. Gì? Mày chơi mày lấp tẩu mà mày bắt tao đi con điên. Vô đây, vô sẵn trong đây nè, nói cho mày. Vô quần què đó chứ vô. Vô đây, tao hết đèn pin rồi. Chơi kỳ ba chơi rén nha ba, tao đứng cái bên mà rén nha ba. Mẹ ơi. Rén. Mày đó, nó nấp tủ nè, nấp tủ nè, nấp tủ nè, coi chơi bẩn nè, bẩn nè. Bẩn đâu? Ủa khoan. Đi vô cho nào gặp. Khoan thằng, thằng Cun kêu cứu kìa. Đó, sao luôn. Đó, thấy chưa? Tao bên đây tao còn nghe bước chân nè. Ai còi bố à, bởi vậy đàn bà là những niềm đau anh em à. Đi 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 tôi đang đi, đứng đi, mà nó đi nghèo nó nấp cũ luôn. Đi đâu vậy? Pin đây. Đi kiếm cục pin chứ đi đâu. À đây cục pin đây. Ủa chứ Cun đâu có thấy Cun đâu, nãy giờ nghe tiếng Cun la không mà chứ thấy nào đâu. Cun nhát rồi. Cun nhát cái. Kìa đâu nhát đâu em, nó vừa thấy anh cái nó qua nó chơm cái tủ của anh luôn. Rồi sao chết cái mất luôn cục pin. Đạo phộng đó. Nó giết người nó còn châm đồ nữa. Quỷ gà núp to mà nó chạy như cái máy. Nó chưa thấy con quái vật ở đâu mà thấy nó chạy thẳng vô cửa rồi. Sao tao nghe cái chân bự quá vậy? Thẳng vô đi, thẳng vô. Đâu rồi? Đâu sao trong này có mùi vậy Bambi? Thêm miếng nữa. Chiếu đèn cho đi nè. Sao trong này có đuôi vậy? Đúng rồi, bật đèn lên, đúng rồi. Thẳng vô nữa. Kêu anh không nhát mà sao anh vén. Ta tao thấy rồi Bambi ơi, tao thấy nó rồi. Vô đi, vô đi. Tao chạy. Nó zoom màn hình chưa? Chưa, nhưng mà tao thấy rồi, tao chưa thấy. Nhiệt tao thấy nó rồi, tao thấy nó rồi, không cần mày thấy đâu, tao thấy nó rồi. Mày thấy bức tượng đó thôi. Mày đừng có nhét như vậy, mày chỉ thấy bức tượng đó thôi. Vậy mà đòi chừng nào mà nó zoom vô là mới gọi là thấy vô. Ai hước thiệt sự à. Vô duyên không à. Ai hước. Ôi, tao cởi chỗ thoát rồi nè, nhưng mà tao không thấy cái chỗ kia đâu hết á. Má này là bảo vệ mà kiếm chỗ thoát chán ghê. Tao phải đi rồi. Ôi đó, đúng rồi, giết nó đi. Giết tụt quần nó đi. Trời. Nó phải như là như thế. Nó phải chết như thế mới vui. Em đi được máy phát điện rồi. Nhưng mà em sửa không được. Trời má, đau tim luôn á. À, mở được cửa sau sân khấu rồi. Ê, đừng có mở. Có pin, để đóng cửa lại chứ không có lên nó hốt tôi. Đó, trời. Trong này là không gian của Mỹ. À, trong này có con robot thỏ nó bị hư đang sửa trong này nè. Mẹ hết hồn á. Hết hồn luôn ấy. Trời. Trời, nãy cười tao đồ. Ê, cái phòng mặt cây đang có vấn đề kìa, chạy qua phòng mặt cây nhanh lên. Mặt cây phòng nào? Tụi bay đang ở phòng nào vậy? Hay nó nói tao đang sân khấu ba ơi. Sân khấu hả? Sân khấu hướng nào ta? Sân khấu là phòng ăn tối đó đúng không? Ui. Biết là phòng nhà em đang phòng điện đây. Ủa sao em cứ đi phòng với cái phòng điện này à? Chết bà rồi, em đi vòng tròn rồi. Phải để lại tiếng Anh mới biết. Đóng cửa lại. Dining electric party room. Hên quá, không có gì hết. Restroom. Tao đang đi theo hướng Lan á. Ui. Mẹ nó xì khói làm hết hồn. Đâu rồi? Má nó đang chớp cái kìa, từ từ. Anh nè. Anh đúng không? Ui. Đúng rồi. Đi vô đó, ra sân khấu á. Phải cầm cố rồi nha. Đâu, đáng đâu vậy, đáng đâu vậy, đáng ngoài sân khấu đúng không? Không, sân khấu rồi, đi cái đường hầm á, đi vô. Ủa, quét rồi. Hết hồn, quỷ à. Còn nó nhát mà nó hay ra, nó hay la làng ghê luôn á, thiệt á. Nhát gì nãy giờ một mình tao đi xông pha, có đứa nào đi theo có đâu. Đúng rồi, thì tao vô trước rồi, tao biết nó nằm cổng rồi nên tao dụ mày vô chứ tao vô chi nữa cho tao chết ba. Có ba trái tim mà, mắc cười quá hả. Mày âm binh vừa phải thôi chứ. Mày để mày để thân gái một mình đi vô trong khu này mày không thấy độc ác à. Mẹ vô săn quần chạy vô cái tủ núp rồi còn la thân gái một mình nghe mắc địch dễ sợ. Rồi giờ đâu rồi, tao với Cun đang ở trên ngay chỗ mà mở phép phát điện mà máy phát điện nó hư rồi, mở không được. Section 2. Đó gì mà giờ đáng sợ quá. Ơ, tới giờ rồi. Trời ơi, 6 giờ rồi, mừng quá. Nó lại là như thế. Nó nãy mắc cười vừa vô thấy con
con Freddy nó đứng cái đi vừa dí hơn cái A tao cười ỉa. Ê, thoát được rồi anh em ơi, chọn má làm bảo vệ làm cái nghề này hiu quá anh em ơi. Ủa nhức đầu luôn mày, nhức đầu luôn ấy chứ chẳng đùa đâu, nhức đầu luôn ấy. Thiệt mà bị dí ghê quá. Dí nhưng mà nhưng mà con nghĩ là càng càng về đêm thứ năm là càng ác. Ủa sao tao có 300 đô vậy? Ủa em có 300 đô. Em có 300 đô à? Ủa sao tao mới nhiều nhiều tiền vậy, chắc tao kiến nghị lại với đám giám đốc luôn quá. Thời. Kiến nghị đồ. Thân con gái đã thân con gái đi vô trong này rồi mà nó còn trả lương ít thì không biết đường nào mà nói luôn ấy. Ha, gái làm bao dễ lương ít hơn đúng rồi. Ủa sao tại nãy đi lang mang rồi, ok rồi này rồi này rồi này lại nè lại nè rồi đi 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 trước đi đi trước đi đi trước đi đi trước đi bà nó đi đây ở phòng nào đây để biết đường nè. Em đi ra điện đi, em đi ra điện đi đi đi. Bây giờ em đang ở phòng nào để em xác định ra điện nè. Không, em đi thẳng về phải ra điện thôi chứ có gì đâu. Ở đi thẳng về trái chứ. Đêm 2 rồi bây giờ còn hỏi điện đi hướng nào nữa chứ cô cũng lạy à. À, cái gì mà hồn trời. Đừng có chết chứ Bobby. Ôi mẹ ơi, mày nói như chuyện đã xảy ra không rửa. Mày núp, mày phải núp đi rồi từ từ rồi mày xuất hiện sau. Quẹo phải phát nó đứng nó tán như một cái không còn cái răng luôn mà. Khó vậy trời. Em đang bị lạc rồi nè, em không biết phòng điện ở đâu đây. Rồi. Rồi. Đang lạc là rồi, 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 Bobby, Bobby mày đứng đây đi coi đi cho Bobby, đứng đó đi coi đi cho, đứng đó đi, đứng đó đi. Ok luôn. Rồi đấy, đây nè, mình mặc camera mình coi hai đứa chết rồi. Ừ, đứng đó đi. Đó, quỷ gà đang đi nè, đó. Đứng đây, anh trực đi, anh trực cái Bobby, trực đi Bobby, trực đi Bobby. Ủa sao vang rồi? Bobby, tắt, 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 tắt vang, mở lại Bobby ơi. Rồi. Alo. Alo. Rồi, sao rồi, sao rồi? Nghe, nghe. Đấy. Rồi, 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 oxy sao rồi, oxy sao rồi, oxy sao rồi? Tới chưa, tới chưa? Sao nó vẫn vang vậy? Tao có thấy vàng đâu. Mày ôi, mày cảm thấy mày, mày tắt vang đi thôi, mày cảm thấy mày tắt vang đi. Tao tắt rồi. Anh kia nó vang à. Ủa vậy hai giấy thôi tắt luôn. Rồi rồi, ok chưa? Vẫn còn. Ồ. Ủa vậy còn ai vang vậy? Do nó mà nó cứ la làng, chán ghê. Rồi rồi, oxy rớt chưa? Oxy hết chưa? Hết rồi. Vô hết chưa? Vô hết chưa? Ôi má nó đứng đấy, nó ngồi trước nó ngồi trước cái tủ kìa. Cái so chưa? Không, nó ngồi trước cái tủ nè, làm sao mà đi được. Bobby, Bobby ra vụ nó cái Bobby ơi. À! Trời ơi, mắc cười quá, trời ơi, vụ khôn quá. Trời ơi, trời ơi, cái đứt tủ nó tao chết là sao? Ôi ghê quá trời. Trời má, đứt tủ mà chết trời. Kiếm kiếm chỗ nấp trước chắc ăn. Thôi em chui đây em ngồi đây. Má quỷ hình nộm nó dòm tao hoài luôn á. Ôi, tao đứt tủ nhưng mà tao chết với sầm lông nách chứ. Thấy ba dòm hoài. Rồi rồi rồi, anh kia đâu rồi, anh kia đâu rồi. Đây, anh mới chết xong rồi tự. Nè, thấy không, nó len len nó mở ra nè. Hái con này gian dễ sợ luôn. Đóng, 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 đóng lại Bobby, đóng lại, đóng lại. Ừ, đóng đúng rồi. Rồi, đóng lại nó mở từ từ rồi ba. Tôi không được trả đủ tiền để đây là sao? Sao mày đứng đây rồi? Tao mới chết xong mới con điên. Mới chết xong luôn. Oxy đi anh, ở bên mình oxy đi. Chưa, oxy còn, oxy còn, oxy còn. Chạy đi, chạy đi. Từ từ, cúp điện thì nó mới hư cái bình oxy. Đúng rồi, đúng rồi. Em cứ mở đi, em cứ mở đi, em cứ mở đi. Anh oxy, anh vẫn đang ở bên nha, nó hết nó mới cấp. Rồi như mất điện rồi đúng không vậy? Mất điện chưa? Chưa. Trời, chưa, điện chớp thôi. Ráng nha kìa, tao nghe ráng tiếng chết ta. Nha. Ta. Hết hồn. Không được đích rồi đó. Xì khói rồi đó, xì khói. Chạy đi, mạnh mẽ lên. Gì mà đứng đây hầu thấy mày đứng. Có bị hù, bị điên, có bị hù nè. Cẩn thận nào. Thôi mày đứng ở đây để tao đi cho. Ok mày đi đi, mày đi đi. Ôi, em thấy điện chớp rồi, con cẩn thận. Em lúc đang ở trong phòng phát điện nè. Chưa đâu cool, vẫn còn đầy. Ba giờ rồi, cố lên, 3 giờ rồi. Máy phát điện bị bốc khói rồi. Thì sửa đi, reset đi. Anh đang qua nha cô ơi, Rồi, rồi. Khói đậu rồi. Ôi, em mở cái gì nó xì khói nè. À, rồi, hiểu rồi. Cái đèn nào chết, ví dụ như cái đèn nào chết là tao sẽ báo nha. Và những ai đứng gần đó là phải lại chạy lại reset nha, chứ không là mình sẽ chết đấy. Ok, em đang OS rồi sao? Biết cách chờ rồi. Cô ơi, sao cái generator sao, nhanh lên. Ở đâu? Sao cái đi, mà em đang là ở khuét, bây giờ đi ngược lại sao đi? À rồi, em đứng ở đây đó, anh đi sao cho. Ok, anh để anh Bobby đi. Cố lên.
anh phải hướng dẫn chứ anh đứng cái cam không anh đứng cái cam anh cam cái gì anh đứng đây anh coi cái bản đồ anh cũng là người quan trọng mà cái đèn nào sáng cái đèn nào sáng lên là anh phải cảnh báo cho người đi sửa chứ gái này tao tới so rồi nè cố lên đó mở rồi đó ai ai nó đứng trên cái này là dễ đâu ở đây có con quái vật cũng phải đóng cái cửa lại nữa nè có tôi không đóng chứ rồi anh ơi tôi đóng cái so lại rồi tao ơi. Tao biết rồi ý là tao tao nói là tao là người đứng canh cái này nó cũng quan trọng lắm chứ phải không đâu ơi mà mình gái mình nết na thiếu nào mình nết na thì miệng mình bớt la lại nè cái miệng mình dạ em nè. Biết rồi vậy đi chưa gì hết săn cái quần la làng la xóm dạ em xin lỗi mấy anh tán xéo bẹn giờ mất dạy gái tán xéo bẹn tán xéo hán mày giờ làm sao cho ra gái để người ta không tán làm sao người ta nhìn tao tưởng con trai người ta tán ráng chịu à hello camera ê nhìn camera tao đang đứng nè đâu để mình so vô camera thấy đẹp trai đang đứng nè anh đâu rồi đâu anh em mình so nè ở đâu có khói nè khoan có khói là cười tốc độ nè mình chưa không sao nha chưa đèn chưa có đèn nào hết cười không sao hết nó hư mới sửa anh em nghĩa là cái này đúng nó rồi, hư có... mới sửa nè nó còn nó chưa hư là sửa à ở cái chỗ trốn đúng rồi em ngay chỗ mình sửa là có cái chỗ trốn á ui mình thấy không mình quá giờ nó ra cái mình đứng á mình có quá giờ có quá giờ đang đứng trên này từ từ đúng rồi ok nó đi rồi bây giờ đi rồi năm giờ sáng rồi cẩn thận nha 5 giờ sáng rồi cố lên một tí nữa thôi nãy giờ là chỉ có con cun chưa mất tim tao với mày mất một tim thôi cố lên Trời ơi, 5 giờ sáng thì win rồi. Giờ tao gáy luôn nè, tao gáy giờ lâu tao gáy giờ vui nè. Thôi đi má, đừng gáy được má. Chưa cúp điện mà trời. Nãy 2 giờ sáng cúp điện, giờ chưa cúp điện. Cúp điện coi chơi bạn ơi. Cúp điện chơi, cúp điện hết phòng thấy rồi. Thôi đừng gáy nữa. Cho xong cái bàn 2 đi. Lát nữa nó hư đừng mở điện. Barbie ơi, oxy Barbie ơi. Oxy. Ok. Chạy qua oxy đi. Đang mở. Ủa oxy chỗ nào vậy? Chỉ em mới để em đi mở cho. Ủa bên ủa cái oxy cái này là hồi nãy là cái generator mà. Không, oxy là cái chỗ mà bên trái, quẹ là quẹ phải đi. Thôi rồi, để con đi. Ủa nó có 2 phòng thôi mà. Không, 3 phòng lớn. Hả? 3 phòng lớn. Ok, tao tới rồi nè. Phòng nào? Mở oxy chưa? Không biết phòng chưa luôn phòng này không phải phòng oxy em đang ở phòng một cái phòng mà có một cái bình rất là to vậy phải đâu phải đâu phải đâu thôi 1300 không có số 0130 thấy 130 rồi xong làm mai bồ rồi ơi nó chưa kịp sửa oxy nữa rồi xong rồi, chết rồi, oxy rồi tới công chuyện rồi tới công chuyện ai quy ôi sáng luôn rồi ôi hên quá trời ơi mày đêm thứ hai ok rồi anh em đêm thứ hai trời mà cực khổ quá ok rồi bây giờ tôi sẽ qua đêm thứ ba nha không đêm thứ ba để sau ok đêm thứ ba để sau đi ui hai đêm này thấy quá đêm mới có 2 đêm thôi mà muốn loạn não rồi dầm ba con quá giật chứ win rồi gáy tôi phải chơi tới đêm thứ hai cũng mới biết được cách chơi cái con game này nó mới tức chứ trời có 210 đô má ơi 560 đô em tới 770 đô trời đất ơi tao là người đi canh mà rốt cuộc tao được trả lương ít nhất cái thứ đó giống mồm gì vậy anh là miếng anh ở trong phòng rồi anh rồi đi canh trời chết ráng rồi nè côn em nói lại nha nếu như anh là người không coi cái đèn nó đang cảnh báo ở đâu thì làm sao em biết được em đi mở tao biết em đang ở cái chỗ em đang ở đó em đang ở đó em còn không biết cái sao nó đang nằm ở đâu mà em đòi mở cái gì hồi lúc anh kêu cái sao em còn không biết nó đang nằm ở đâu mà anh em sống chết khổ thật chứ thằng nào cũng có cái nhiệm vụ bây giờ hai thằng bay trả lương cho tao đi nhanh lên mình chấn rồi mình chấn rồi thấy không mình chấn giờ trả bao nhiêu thì lấy bao nhiêu với anh nói vậy ship công việc em lương em cao em khổ lương thấp anh chịu đúng không đấy để đêm sau đi tao cố gắng tao đi mở cho đứa nào canh cam đi để coi thử canh cam nó có cực khổ không anh ấy vẫn còn kêu cứu cái vụ lương thấp ok là bữa sau cho anh ấy làm hết bữa sau cho anh ấy làm hết ok rồi các bạn tiếp theo này là cho ba đứa mình một like một share nha rồi channel của ba đứa mình để nhận thêm 2 đêm 3 đêm tiếp theo nha anh em bye bye mọi người bye bye.